Đây, xin chào các bạn nha. Bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị qua sông để cắm cầu cá lóc. Cắm cầu gắn rồi. Cắm cầu ở dưới sông nha các bạn, không phải cắm cầu trong vèo nha. Các bạn xem tiếp video nha. Bây giờ anh em xuống. Đây, sau khi hổm gài đám tiệc lung tung, bây giờ nhóm ba tê đã trả lại các bạn. Trả lại sân khấu các bạn. Cách này biết còn cá nhiều không biết. Đi cài cá liếc. Rồi hôm qua đi ngang đây thì nghe nó tắp bụp bụp đó, bữa nay không biết nó có lên hình nổi không. Lụp bụp. Ừ. Tắp trong cái đám lục bình cũng làm bụp bụp bụp. Cắm chỗ ống bọng đẳng. Đây buổi chiều miền Tây các bạn. Đây bọng cây, mấy bọng bọng đi nó đón cá xuống. Cắm có khi đi hoài về là dính rồi. Để thăm lú ra. Đang có ai thăm chưa. Cá sấu miền Tây. Trời mình còn một đám cá sấu chưa làm nữa, ngày mới làm khô à. Bữa nay với kinh phí đầu tư rất là lớn, 5.000 tiền vé các bạn. 5.000 tiền vé để coi mấy anh em sẽ thu hoạch cá được bao nhiêu nha các bạn. Hy vọng mỗi 50 cần được 25 con rồi. Hơn nữa thôi. Đùa thôi nha các bạn ơi, cái này cắm câu là hên xui nha. Ây da. Trời. Đây, anh em lên. Đây, bây giờ mình theo chân hia tỏi để cắm câu các bạn. À, bên này như có cái lỗ. Im quá ha. Để coi cái lỗ này nước ra vô có thể đem lại một con cá cho mấy anh em hay không nha các bạn. Bữa nay mấy anh em câu cắm câu mồi giấy chợ. Do giấy kia nó chết queo quá trơn. Nó dễ chết quá. Này, mồi này là mồi siêu nhặn nha. Giấy cơm. Này, mình sẽ quay một chút xíu về cắm câu, hành trình cắm câu cho mọi người xem. Chút xíu thì mình sẽ cắt ngang để quay cái hành trình thăm câu, tại vì cắm tới mấy chục cần nữa các bạn. Nội xem cắm câu rồi buồn ngủ thấy bà luôn á. Cắm người có lý mà. Xỉu luôn á. Chỗ nào móc thì mình cắt nghe. Mấy anh em cắm câu siêu sạch nha các bạn, không có lừa tình gì ở đây nha các bạn. Khi đi là không mang cá theo. Nãy quên quay cái lưu nhà nữa, coi có cá không, không có con cá nào hết trơn các bạn. Đây, xem tiếp video nha. Xem tiếp cần thứ hai sẽ cắm ở vị trí nào. Wow, mèo. Cắm dế leo hả? Đây, bây giờ anh Tỏi sẽ cắm cần tiếp theo ở đây các bạn. Kiếm để thấy. Đây, cần thứ hai nha. Nên em bữa nay cũng cắm được mấy chục cần. Hy vọng sẽ có nhiều chiến lợi phẩm để cho các bạn xem coi đã một chút. Mấy chú lục bình đừng có cho dạt vô mày chợ. Hy vọng mấy anh lục bình đừng có đừng có thấy mấy em dế rồi cái là bộ đút đút vô. Để mấy em dế leo lên cái là ở không luôn. Này, tiếp tục nha các bạn. Có là khắc phục luôn. Ừ. Lỗ đã im. Sao mấy chỗ nào lục bình nó không có chơi vô là nó không chơi. Vậy đó hả? Bữa nay để coi hi tỏi ra đài rồi như thế này nha các bạn. Hả? Chậm mà nó chắc. Đúng rồi. Rồi có bia là luôn rồi các bạn ơi. Đây cần thứ ba. Trời ơi. Tao na. Hả? Đẹp quá. Chỉ một cú đá thôi là xong phim Hàn Quốc. Dạ em mới cắm dính rồi nè. Nên ca chữ tình của nó thành remix rồi. Ừ. Các bạn xem tiếp video nha, chút xíu mà mình sẽ quay một chút xíu hành trình cho nó vui vui nhộn nhộn người. Chút xíu mình sẽ cắt ngang, chút xíu mình quay cái phần thăm câu cho người xem nha.
Về miền Tây thì chắc tối chỉ có nhiêu đây các bạn. Nói chung là buổi tối người ta thường hay đi cắm câu như thế này nè. Đây, bây giờ mình tiếp tục cây cần tiếp theo. Mình hơi chống chống chút ngon. Đây Tùng à. Tùng bên đội móc cá. Ủa lộn, cầm cá các bạn. Móc cá mình xỉu à, căng quá. Hình tỏi đã thấy được cái lỗ rất là lý tưởng, mà tối nay không biết anh em sẽ có thể nhớ cầu cây cần câu này để rút cần vậy không. Bếp ngoài quá. À, đây thì mấy anh em nói chung là cũng gắng cố gắng tạo những cái video về miền Tây bắt cá câu cá rồi cho mọi người xem, thì hy vọng mọi người nhớ ủng hộ mấy anh em nha. Giờ xong cần này thì anh em sẽ đi cắm tiếp tục, để chút xíu mình sẽ quay trở lại để quay cái phần gỡ cá cho mọi người xem. Đâu dính như vậy, chưa cắm hết cần nó dính nè các bạn. Đâu đây, chưa cắm hết cần nó dính nè các bạn ơi, mới quậy về à. Chưa đi thăm nữa. Đâu đây cũng trồng được thêm con đầu tiên các bạn ơi. Chiến lợi phẩm đầu tiên của mấy anh em cho bá lửa. Bị con cái một chút đổi cận luôn à, chạy chưa có lý nha. Đầu tiên con nhỏ vậy thôi ngon đó, đừng có con bự quá không ham lắm đâu. Mấy con sao hả bự. Đây con đầu tiên nha bạn, cái lắp đầu tiên. Cái gì? Ồ chuột á, mới cắm đi chuẩn bị đi về cũng hao mồi quá các bạn. Rồi yeah. Còn con cá. Ừ. Má đực đó hả? Cái đực. Đây con đầu tiên nha bạn ơi, chút xíu sẽ có nhiều chứng lợi phẩm khác. Nãy giờ thấy cũng hao mồi lắm, nhưng mà có ăn mồi là có lý à. Hết lòng mồi. Ừ, xem tiếp theo các bạn. Trời ơi trời, dính con cá mà tùng la chuột các bạn ơi. Vậy em thấy giống như treo lưỡi trên mà. Ừ. Không á, em nhìn em cũng thấy treo lưỡi trên luôn mà. Cái gì vậy? Không biết đâu. Nó quấn vô cây. Ồ. Sao có lóc nhí không trời. Gỡ vậy. Rồi rút. Rút cần luôn đi. Hết rồi. Đó, cái gì mấy đường nước. Các bạn. Lóc là ha các bạn. Lóc chà bá nhỏ xíu luôn các bạn. Lóc đồng nguyên chắc luôn. Nãy mình mới lóc các bạn. À nói cá nuôi là cự. Mày chưa thăm chứ quậy gì. Ừ. Mới có quận đi à. Đang chuẩn bị về để chút xíu anh em sẽ đi thực hiện một cái clip khác. Mà chuyến này nhịp dữ. Về mà rồi, bỏ gì? Cá đâu? Trời, đây nè ta. Đây, con này, đây các bạn coi hai con nè các bạn. Sao cá nhí không trời. Đây nè, trời ơi. Giữ rồi, giữ rồi. Coi cá. Bạn. Ồ, im rồi các bạn. Cái này sức mạnh. Cái này cắm ngoài dẹo không phải trong dẹo nha. Rồi. Em các bạn ơi, ba con này nha các bạn. Mới về chưa kịp ấy nữa. Chưa kịp đi qua sông nữa, chuẩn bị đi qua sông rồi. Mới cắm chưa rồi hết cần nữa các bạn. Dễ gì rồi. Dễ. Còn mấy chục cần nữa không có kịp thời gian, cho nên là mấy anh em phải đi về. Sao anh hên dính ba con luôn. Còn lý à. Thấy chưa? Bữa nay Việt Nam vô địch rồi. Ừ, lấy cái đít vô Tùng ơi, xe lấy keo vô luôn. Rồi mấy anh em sẽ móc lại để chút xíu mấy anh em đi về bán ăn cơm, xong mấy anh em sẽ qua chút xíu đi, còn đi thực hiện thêm clip nữa các bạn. Tìm ha, lý giả mang thì chứ. Gãy câu. Hey.
chuẩn bị qua sông với chuyến lễ phẩm đầu tay. Im mà trúng chắc tôi rồi, chưa kịp gắn đèn gắn đuối giờ dính quá chạy đây nè. Ừ, cái đó mệt lắm á. Xem tiếp video các bạn ơi. Đó. Bự không? Ô, không dư. Không đã, không đã. Xài được. Qua. Quá trời đã luôn các bạn. Lóc luôn. Chắc bóc, quá. Và đã nha, con cá thứ tư các bạn ơi. Mấy anh em đang trên đường về đó. Nhưng mà dính nè. Còn câu thai đắng chặt. Quá ngon. Đây, 4 con các bạn ơi, đang trên đường về 4 con. Bữa nay ngon lành nha các bạn ơi. Phóng xuống dĩ kìa. Ừ. Tùng đó rồi. Có gì không phóng xuống dĩ gì Tùng? Có không? Đây, bây giờ mấy anh em sẽ tạm về các bạn ơi. Tại mấy anh em sẽ đi quay một cái clip nữa. Các bạn xem clip khác. Ở đây để cần ở đây. Quá im luôn các bạn ơi. Đâu, quay đây. Bốn anh em chiếc xe tăng. Giờ bye bye, tạm biệt mọi người chút xíu. Mình sẽ quay lại thăm cá. Rồi, chào các bạn nha. Bây giờ mấy anh em sẽ trở lại đường đua. Thì mấy anh em sẽ đi chết về. Chết chờ luôn. Mấy anh em sẽ đi thăm câu cá các bạn ơi. Nãy giờ mấy anh em đã cắm câu và đi quầy về đã dính được một số cá, 4 con có lóc các bạn. Bây giờ các bạn xem tiếp video nha. Bây giờ mấy anh em sẽ thăm câu để coi có thêm được con cá hay chiến lợi phẩm nào không. 3 kg. Nè, giờ mấy anh em sẽ đi qua sông. Đây, bây giờ mấy anh em sẽ đi cuốn cần ở bên kia cuốn lại các bạn. Bạn xem video nha. Và có hên như nãy không? Ít nhiều cũng phải có chứ không phải không? Thôi đi lên kia đi cuốn lại kệ bà đi. Ồ dính rồi nè, dính rồi. Đâu? Kìa, để càng đâu. Đó. Rồi dính này tối rồi. Cuốn mẹ đi để. Ủa chỗ này nãy dính hai con phải không ta? Đồ. Bự không? Cái lóc bự, ôi cái lóc bự lắm mày ơi. Nó nãy thì nó đêm dài lắm mà. Nó ngoái ba cái dài nè. Sợ một chút xíu nó bị giục các bạn. Ôi ôi nhém nó giục. Bây giờ thấy nó móc rồi, móc không có sảy được. Móc dễ thì sảy. Nhém nó sảy rồi. Tuột mép. Đâu, dính mép rồi, dễ thì sảy. Trời mép nó nhém gần gãy rồi. Mày là cặn của he nha. Dầm dầm gỡ luôn đi. Để nó sảy nó cong luôn. Có không? Đâu? Tưởng đâu dính nè. Xem tiếp video các bạn ơi. Dính rồi. Dính rồi đâu dính nữa. Có được có cái dính hoài. Nãy mình cắm tới đâu rồi ta? Mồi xíu nhẹ. Mồi siêu nhẹ luôn ha, cả não hết mồi chứ. Gì? Đâu? Để cần cái gì? Hả? Dây dùng lắm. Ủa vậy hả? Trời, tới nó liệt cần chứ. Làm bang vô. Hú hồn. Trời, lên dĩa luôn hả? Hết chưa ta? Hết hả?
không? Ăn buổi sáng rồi. Con cái này không? Con sao con nãy bự ha. Con nó cũng có 200 ngoài. Để tiền vé rồi. Dư luôn. 5.000 vé đã làm nên sự nghiệp. 5.000 không câu hết nữa. Đâu hết vé đâu. Đây, hồi nãy có mấy cái cần ở trên mé bờ bên đây nữa nha. Mấy anh em sẽ đi tốc hành. Hiện cao đâu? Không có. Nhét lại nó có cắn vô cái đây rồi. Đây rồi phải không? Rồi. Còn cây của anh đang ở đây. Đâu? Cây anh đâu ở đây? Phải không? Còn là cái đám lục bình nó trôi vô con cá con dế nó lên đậu không? Bởi vậy. Nó ngồi chưa? Rồi. Lai chen chịu dạ. Chiều giờ mà mới ở năm cái bơm hả? Hồi nãy dính bao hết 4 con trước rồi. Dữ ta, dữ ta. Rồi rồi. Có lý. Chưa đâu, chưa hết cần mà. Có rồi. Sao vậy con rồi? Sỉnh hay gì vậy ta? Sỉnh hay gì vậy ta? Sỉnh hả? Nay trả đồ tới đâu lận? Dữ vậy hả? Im. Đây quay giờ lại chương trình thì tiếp tục đi thăm câu các bạn. Khúc sao nhỏ, khúc sao nhỏ hơi nhẹ cần quá ha. Có phục vụ văn nghệ luôn á. Thánh câu có người ca cổ ca lương ca ngang. Đổi đèn coi. Đèn anh có thấy được thủy khô gì đâu đổi. Trả luôn đi vậy. Ừ nãy quên trả luôn nữa. Đó, thấy nè chưa? Thấy luôn đó hả? Ê, quay. Đâu, để em quay khúc nhịp cho ta coi. Nó nằm luôn. Phan. Quấn nữa giờ. Ai cãi. Ê, chạy. Chuột đâu vậy? Cho lúa nhẹ lên coi. Vượt cái gạo không à. Vượt cái má la luôn. Giải nhẹ lên. À. Con thứ hai rồi. Đó, còn nhiều con thứ hai là con thứ sáu rồi đó nghe các bạn. Hồi nãy 4 con trước. Trước giờ mình sẽ sổ cá cho các bạn xem. Đây, mình đi tiếp khúc mấy cận đẳng các bạn. Bỏ thì tỏ đây. Thấy không? Đây cây nữa nè. Ờ để cái này để hồi chín đổi chỗ đi ngồi lại một cuốn. Đây cây nữa nè. Đây giờ tiếp tục chương trình các bạn ơi, mới trả cái đường pin cho bà chị. Ê cái chè vàng. Đâu. Vàng gạo à. Đó, đó. Đó lú gâu rồi. Hé hé em lên. Được biết lắm hơn đường nước mà. Cái gạo thôi. Cái chè vàng các bạn. Bự rồi nha. Bự hả? Bẻ cây. Lấy lên luôn. Bỏ lên nha, để sống ủ mà. Rồi. Vậy. Trời ơi dưới cây bây giờ kêu bẻ cây liền. Trời ơi, vụt cái cây vàng các bạn ơi. Vàng trời. Vụt kêu bẻ cây đâu lên liền mà không kịp. Ơi quá uổng các bạn ơi. Quá bẻ cây rồi vụt luôn. Dưới cái cây á sao vô cái cây kìa. Chê à. Cây vàng. Đâu bởi vậy chê vàng mà. Chê vàng bởi vậy. Vàng mà chê tỏi. Lúa lên vàng hè. Nãy mới nắm cây kia lao lên luôn được ha. Ổn quá các bạn ơi. Sổng với con cá chê vàng rồi chê quánh đòn. Hai con nữa nè. Ổn quá ổn. Vàng tay. Ừ. Đang nghĩ cái này. Ở đây nè, ở đây cái chỗ gì? Chỗ nhà của nó nãy nó vuột con cá nha. Nó chắc có à. Nó chắc có đó. Kia mình mép bên tay phải nè, bên mép này nè, đây nãy có nè. Đó, đây có nè. Có dính không?
rồi dế bên trên tát bay mồi lên dính rồi dính gì nữa nó tát bay mồi lên luôn kìa, bay dế lên luôn kìa. Còn dế đằng chỗ chiếc ghe mua củi dính ba con nữa chút nhớ gỡ cần này rồi quên phía sau. Rồi nước rồng các bạn ơi, không dò hết rồi, sai lầm rồi, nếu mốt cút kinh nghiệm cắm chìm luôn. Nãy trong này mấy cần luôn không nha, em đi trước lấy phong thủy nha, cần câu. Ê dưới này cá nhỏ nổi rồi, lóc tửng xíu, nó bự. Trời ơi, nó bóng bay luôn. Có dính là được rồi, cá mình đâu nuôi đâu. Thành hên đó. Hên quá. Em vô cái cá nhỏ tí. Cá ú chứ. Cá ú không các bạn? Cũng được 3 cũng còn phải không? Ba con bốn sảy con cá tre. Tiếp bây giờ các bạn ơi, giờ mình làm sao đi tiếp. Cá này ăn ngồi cũng kỹ quá ha. Ừ, ăn tém tém mà cá này chắc miệng mớm. Này đem vô thăm cây cần trong này coi. Rồi cây cần này lên dĩa luôn. Cây cần trong này coi có tương lai không. Rồi không, nhà heo gì. Rồi mắc mồi luôn các bạn ơi. Ở đây thì nói chung là cắm câu, nhưng mà đôi lúc nó tùy con nước và tùy cái điểm nó có cá nhiều hay ít, dạng cá nó có tới số hay không. Nói chung là có nhiều thì vui, đúng rồi. Có ít cũng vui. Dính rồi, dột thì vậy ta. Nó xéo mẹ không ba vậy. Dính rồi. Ê, còn đó, còn đó con cá chế, lôi mạnh lên. Rồi. Trời ơi, cái ngôi số số. Trời ơi, cái ngôi bự dưới trời đó nè. Nè. Sao trời con cái ngôi biết nói chuyện. Trời ơi, trời con cái ngôi kìa. Trời. Được kìa, để lên bàn tay cái coi. Trời ơi, cái ngôi biết nói chuyện nữa các bạn. Đau. Trời ơi, nữa nè. Đó, biết cái ngôi. Hành trình khá dài. Ê, cây này dính như vậy nè, thấy không? Ngập cần vậy. Dính lại rồi, con này dính lại thấy nó liệt. Có mồi chèm hả? Cái gì? Dính hả? Cái gì? Chèm mà không có chín. Hả? Ngập luôn. Dữ vậy? Dính. Từ từ nha, nha. Rồi, thì gì ta? Mò cá nha, thọt dính cá được nha. Kề cấn quá. Dính cây kìa. Ngay bọc rác luôn, đón rác ngay chân. Nó lộn, đứt miệng. Coi chừng còn dính nha. Bụp. Kéo tới nó chạy. Dữ vậy? Nó bọc rác luôn, nó cái cây câu khều. Toàn á. Đù. Tao hên như trời. Đâu nghe một gác luôn á, thật chứ. Mới gây cấn nha các bạn. Bắt sống cá luôn. Đưa cái lóc. Rồi cái lóc chết luôn. Hay thiệt. Nó lặn, nó ấy quá, nó không có ngớp được phải không? Ngợp luôn. Đù, thằng tươi luôn, trăm phiếu luôn. Làm khô luôn. Rồi cái lóc một lắng. Xui, ảm xui quá. Vậy còn không thoát được nữa. Bị nèo đá luôn. À, từ các bạn. Sao chú Tùng? Im không? Rồi, nhẹ nhàng quá. Nhẹ quá. Chủ yếu năng mọi không thôi chứ quận chuyện của nó. Ăn rồi đó. Rồi đó.
Trời ơi, đi thăm câu gọi trên cây. Cá coi nó bún văng chảnh không. Có anh nào bự bự không trời, sao bữa nay thôi cái ngày thứ văng mùi nước này nè. Con cá, ê, cá chê. Rồi con dế nó nằm ở trên. Hỏng giò. Đâu, ở đây dính cái gì nè, đâu. Không đứng lại anh khoái à Tùng. Sao không? Cắm không? Thôi, Tùng ơi. Thế được không? Dính cái gì kìa? Đâu? Đó. À, dính nè các bạn. Dính một con nữa các bạn ơi. Sao bữa nay tao mini không trời? Đâu, đây con cái gì nè? Cái này hay đổi. Đây mình sẽ tự tay gỡ con cá lên. Trời rút cần không nổi. Không. Cá nặng quá rút không lên nổi. Câu. Cần cái vô. Nó dính. Hả? Dính không? Sảy. Dính. Sảy à? Mà hết rồi luôn. Rồi, cuốn ngọt luôn. Ở đây là hết cần luôn rồi. Hết cần luôn. Về luôn. Rồi, để anh em sẽ về tổng kết cái buổi cắm câu cho các bạn xem được nhiều cá nha các bạn. Lượng cá cũng khá khá. 100 cần. Ừ. Cắm nhiều. Bó câu. Nhiều bó câu đây, dính rất khá là ít mà cá lại mini. Nhưng mà chủ yếu là vui, số lượng cá cũng ổn. Đủ ăn. Đủ ăn. Rồi bây giờ mấy anh em đã tới bến các bạn. Với số đo 007. Số báo danh của anh Tội. Số đo 3 dòng 27 27 27. Đây. Thùng cá miền Tây. Chút xíu mình lên xe đổ cho các bạn xem. Cá rô trứng đáy bằng tiền trời. Con cá rô này bán không đủ tiền mò dế nè. 5 ngàn. 5 ngàn. Ổn chút nó đủ loại cá này. Ừ, nãy vô cái chai vàng nó giàu luôn. Dạ. Lụm được mớ bằng. Ngày mai cho tỏi kho và cá. Lên các bạn. Cá kho bằng các bạn. Cá kho bằng. Ăn bằng. Ngày bữa nay do tối quá cho nên là với mình còn nhiều công việc nữa cho nên là mấy anh em không có nấu cháo cá cho các bạn xem. Này, vô đây chỉ đổ chiến lợi phẩm cho các bạn xem nha. Này là một chuyến đi cắm câu cũng khá là thành công, cá cũng nhiều. Trời sẽ đổ chiến lợi phẩm của mấy anh em ra cho các bạn xem. Cái rô chà bá luôn, cái rô bự cái lóc luôn. Đây, nãy giờ mấy anh em kiếm được mấy cái đồng nữa rồi. Còn anh bị chết đuối. Mắt con cá chê. Chào các bạn nha, thì buổi cắm câu bắt cá của mấy anh em đến đây là kết thúc nha. Tùng đúng không ta? Tùng đi ngủ luôn. Hy vọng đem lại một cái video giải trí cho người xem vui và mang tính miền Tây các bạn. Giờ xin chào hẹn lại mọi người trên kênh Ngân Lâm TV nha. Về ngủ. Phải chạy ra ngoài kia về ngủ. Bye bye.